Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950, 6 tháng cuối năm. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Canh Dần thường thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc người khác không làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn lao, vẻ vang. Tuổi Dần mệnh mộc, làm việc khá chăm chỉ và khoa học. Họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những người này sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Tử vi học cho thấy trong năm 2021, ông bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ phải chịu một phần ảnh hưởng của thái tuế. Nhưng nhờ quý nhân phù trợ khiến mọi thứ dần trở nên dễ dàng, sự nghiệp phát triển, tài lộc hanh thông, tiền bạc tương đối tốt. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ xảy ra những điều gì? Ông bà có thể gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Canh Dần. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi, nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng năm Tân Sửu hợp thành cục diện ám hợp, báo hiệu đây sẽ là một khoảng thời gian dài may mắn đối với ông bà sinh năm 1950. Ông bà sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở độ tuổi này, chủ yếu là ông bà vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà sẽ có được cuộc sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà. Ra ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Canh Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Canh Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Bước sang năm Tân Sửu, nếu ông bà tuổi Canh Dần sinh năm 1950 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, thì đây là một thời điểm khá thuận lợi đối với ông bà, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn, có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Tuy nhiên, dù sao thì ông bà cũng đã ở tuổi thất tuần. Việc quan trọng nhất của ông bà đó là giữ gìn sức khỏe, chứ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp. Bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của chính bản thân ông bà. Ngoài ra, thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Canh Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Bộ ba linh vật khắc trên mặt đá mã não đỏ sẽ có tác dụng hỗ trợ thần mệnh, kích tài, nạp phú, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất cho ông bà trong thời gian sắp tới. Đồng thời, đá mã não đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hương thịnh và trường thọ cho ông bà. Về mặt tài lộc, tiền bạc, tình hình tài chính của ông bà tuổi Canh Dần khá tốt đẹp. Về cơ bản, ông bà vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế mà ông bà tuổi Canh Dần có một cuộc sống dư giả,
không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền, chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, ông bà cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, người tuổi Canh Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Mặt trước của pháp khí là tán pháp bảo lớn của nhà Phật. Vòng trong cùng là bộ lục tự đại minh chú, Umani Padme Hum, có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi. Và mặt sau là bộ chú, bát nhã ba la mật, đa tâm kinh, sẽ mang lại bình an, may mắn, cát lành cho ông bà tuổi Canh Dần. Đặc biệt, vòng còn giúp quý nhân, nghênh đón quý nhân tương trợ, bảo vệ ông bà trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 có cho thấy, ông bà tuổi Canh Dần sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong lĩnh vực gia đạo. Ông bà nhận được sự tôn trọng, yêu mến của con cháu trong nhà, bầu không khí gia đình luôn hài hòa, ấm áp. Nếu vẫn còn nửa kia thì đôi bên luôn quan tâm, chăm sóc với nhau. Nếu ông bà đang sống một mình có thể mở lòng ra và đón nhận tình cảm của người khác. Ông bà không nên tự khép mình trong thế giới riêng, nếu sống cởi mở thì tinh thần cũng sẽ vui tươi, nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoài ra trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Ở độ tuổi thất tuần, ông bà tuổi Canh Dần cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức. Không nên lao động quá sức trong thời gian này. Đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống, ông bà cần tránh suy nghĩ quá nhiều, bởi mọi chuyện đâu khác sẽ có đó. Với độ tuổi này, ông bà sẽ thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cho nên ông bà cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Ngoài ra, thầy phong thủy khuyên người tuổi Canh Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong thời gian này. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, mang lại sức khỏe, bình an, bảo vệ ông bà dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Canh Dần trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Lâm cục diện xung thai tuế, vận trình tháng 7 của ông bà tuổi Canh Dần giảm sút mạnh. Lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, ông bà sẽ liên tục gặp phải những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, ông bà lại khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này vận khí của ông bà tuổi Canh Dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước, nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều điểm đáng lưu ý. Ngoài ra, lưu nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, ông bà cần hết sức lưu ý về vấn đề sức khỏe. May mắn trong tháng này, ông bà không mắc những bệnh quá nghiêm trọng, nhưng khó tránh ốm đau, vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng. Kéo theo đó, ảnh hưởng xấu tới tiến độ công việc và gây hao tán tiền bạc. Tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này ông bà tuổi Canh Dần sẽ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó, lại có thêm nhiều cát tinh chờ mệnh, ông bà làm gì cũng có cảm giác hanh thông, được rất nhiều. Tháng 10 âm lịch, vẫn trên đà thuận lợi, ông bà tuổi Canh Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch. Công việc của ông bà sẽ có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, ông bà làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, tài chính của ông bà cũng không còn là áp lực quá lớn. Tháng này thiên tài vượng, lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư, kinh doanh cũng sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng có Tý Thủy và Dần Mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của ông bà tuổi Canh Dần.
người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện. Sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn, từ đó ông bà tuổi Canh Dần dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề của cuộc sống. Tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, đời sống vật chất của ông bà tuổi Canh Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, ông bà có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Canh Dần trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi. Thứ nhất là sao hạn của ông bà tuổi Canh Dần. Đối với ông tuổi Canh Dần thì trong 6 tháng cuối năm, ông có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an ủi, tốt lành nhất là về chuyện tình cảm, gia đạo. Tuy nhiên, ông vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Ngoài ra trong thời gian này, ông còn có hạn tuyền huyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp sao hạn, sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Còn đối với bà thì trong thời gian này sẽ được sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây là cát tinh mang tới nhiều sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc và được quý nhân phù trợ. Còn hạn trong thời gian này của bà tuổi Canh Dần là hạn toàn tận. Các thầy thường nói rằng gặp hạn toàn tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tính mạng hoặc sẽ vì tiền mà bỏ cả mạng. Cho nên các bà tuổi Canh Dần cần chú ý hơn về hạn này trong thời gian sắp tới. Thứ hai, luận hung cát niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như Kiếp Sát, Cô Thần, Thiên Không, Hồi Khí gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy được sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm và gia đạo của ông bà. Cung tam hợp có Thiên Việt, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, Thiên Đức là những cát tinh thuộc vượng đào hoa, tốt cho các mối giao hảo. Ngoài ra còn có các hung tinh Quả Tú, Kình Dương, Tử Phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm giao kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức mang tới điểm báo quý nhân vượng, song lại có Đà La, Tiểu Hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.